Một vụ án xảy ra vào năm 2003 từng gây tranh cãi suốt một thời gian dài, đồng thời cũng là một trong những vụ án giết người phân xác đáng sợ nhất trong lịch sử hình sự tại địa phương. Trong vụ án ngày hôm nay có rất nhiều tình tiết đáng sợ, nhưng điều mình nghĩ rằng sẽ gây tranh cãi nhiều nhất chính là động cơ gây án của hung thủ, một nguyên nhân mà chúng ta sẽ không thể nào ngờ tới. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Giới. Ngày 9 tháng 9 năm 2003, tại thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Thi thể của nạn nhân trong tình trạng phân hủy nặng nề, mọi manh mối tại hiện trường đều bị xóa bỏ bởi thời gian và môi trường. Sau khi vụ án được trình báo, vụ án này đã nhanh chóng trở thành một trong những vụ án giết người phân xác đáng sợ nhất trong lịch sử điều tra tại địa phương. Mọi chuyện phải được kể từ 5 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 9 tại làng Mã Tự, huyện Thạch Thiên, Đồng Nhân, Từ Bảo Lập, một nông dân ở trong làng đã dậy sớm để chuẩn bị ra chợ. Khi mặt trời vẫn còn chưa lên, mọi người cũng chưa ra đường nhiều. Không gian tĩnh lặng và mát mẻ của buổi sáng làm anh cảm thấy rất phấn khởi. Từ nhà đi ra đến chợ cần phải đi qua một cây cầu. Cũng như mọi khi, Từ Bảo Lập đạp xe đến cầu thì dừng lại, hít thở không khí mới tiếp tục đi tiếp. Lúc này, Lập nhìn xuống phía dưới mặt nước, không thấy rõ vì trời còn chưa sáng hẳn. Nhưng khi đá mắt sang bờ bên kia, một vật thể lớn màu trắng đang trôi nổi đã thu hút sự chú ý của Lập. Vì con sông này đóng vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp tại ngôi làng, vậy nên ở đây có một quy định là không vứt kỳ đồ vật không thể phân hủy xuống sông. Vậy mà hôm nay lại có người dám vứt bao tải xuống đây. Lập càng nghĩ càng thấy tức giận vì có người vô ý thức. Anh cho rằng chắc chắn ở trong bao tải là xác động vật chết. Vì vậy, anh lập tức chạy xuống phía dưới cầu, tìm một nhánh cây khô và đưa bao tải đang trôi nổi kia lên bờ. Trong lúc di chuyển chiếc bao tải, sợi dây buộc miệng bao bị tuột. Bỗng nhiên, một cánh tay lộ ra khiến cho Từ Bảo Lập sợ hãi vứt chiếc bao tải trắng ra xa mình. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Lập đứng dậy, chạy lên phía cầu nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. May là lúc này đã có vài người cũng đang đi chợ, vậy nên họ nhanh chóng chạy đến phía chiếc bao tải. Một số người ở đó cũng không quên gọi điện báo cảnh sát. 6 giờ 13 phút, mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu mọc lên. Các điều tra viên từ đồn cảnh sát Thạch Thiên và bác sĩ pháp y đã có mặt phong tỏa toàn bộ hiện trường. Chân cầu nằm cách làng Mã Tự khoảng 3 km về hướng đông nam. Đoạn đường này rất vắng vẻ, hầu hết là cây cối ruộng đồng, không có nhà cửa sống xung quanh. Nên nếu nói đây là hiện trường đầu tiên thì hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, cảnh sát cũng đã bắt đầu tiến hành kiểm tra trong chiếc bao tải. Hơn cả suy đoán của họ, ở bên trong không phải là một thi thể người nguyên vẹn, nói đúng hơn, chỉ có phần thân và hai cánh tay, phần đầu và chân đều đã biến mất. Điều kỳ lạ là có đến hai chiếc bao tải được lồng vào nhau. Chiếc bao phía bên ngoài có nhiều vết rách và cũ hơn so với phần bao phía bên trong. Dựa vào độ đàn hồi của da và một số bộ phận ở trên cơ thể, cảnh sát suy đoán nạn nhân là nam giới và có độ tuổi khoảng 40 tuổi trở lên. Thi thể không mặc quần áo, da thịt lúc này cũng đã phân hủy khá nặng. Một phần khác là vì bị ngâm dưới nước rất lâu nên không thể xác định được nguyên nhân và thời gian tử vong chính xác. Rất nhiều manh mối cần có để điều tra đều bị thiếu. Những bộ phận dùng để nhận dạng thi thể cũng không được tìm thấy, nên có thể nói toàn bộ manh mối của vụ án này ngoại trừ phần thi thể được tìm thấy trong bao tải thì mọi thứ là bằng không. Dựa trên tốc độ của dòng chảy của con sông và thời tiết dạo gần đây, cảnh sát biết được trong một tuần qua tại ngôi làng này xảy ra nhiều cơn mưa lớn ảnh hưởng đến tốc độ của dòng nước của con sông. Con sông này được người dân gọi là sông Mã Tự, nối liền ba ngôi làng Mã Tự, Thạch Trụ, Tân Trụ và làng Mã Tự là ngôi làng nằm giữa. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, họ quyết định trước tiên sẽ đưa thi thể trở về đồn và tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đưa ra phương án điều tra cụ thể. Tại đồn cảnh sát, các điều tra viên rất coi trọng vụ án vì đây được xem là vụ án giết người phân xác lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương. Các nhà điều tra quyết định chọn con sông Mã Tự chính là điểm trung tâm để tìm kiếm. Dựa trên các phân tích về thời tiết và địa hình của con sông, cảnh sát xác định được đầu nguồn của dòng sông này nằm ở làng Thạch Trụ và cuối nguồn là ở làng Tân Trụ. Với tốc độ dòng chảy vừa qua, cảnh sát nghi ngờ vị trí vứt xác có khả năng nằm ở đầu nguồn, tức là ở làng Thạch Trụ.
hoặc cũng có thể là nằm ở Mã Tự, bởi khu vực này có nhiều đá ngầm và cây cối mọc ở phía dưới nước. Có khả năng chiếc bao tải đã bị vướng lại nên không thể chảy xuống làng Tân Trụ. Điều này cũng đã được kiểm chứng khi cảnh sát phát hiện ra rất nhiều vết rách ở trong chiếc bao tải phía ngoài. Sau khi cuộc họp được diễn ra, đội điều tra ngay lập tức chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 thực hiện đi lên khu vực đầu nguồn và tìm kiếm manh mối. Nhóm 2 sẽ tổ chức đi đến từng nhà dân ở trong khu vực 3 ngôi làng để tìm kiếm và hỏi thông tin về những người đàn ông trung niên mất tích dạo gần đây. Cuối cùng, nhóm còn lại sẽ tiếp tục điều tra tại hiện trường. Nhận được chỉ thị này, các điều tra viên liền tức tốc lên đường vì họ không muốn phí phạm bất kỳ thời gian nào để điều tra vụ án. Tại khu vực đầu nguồn, tức là làng Thạch Trụ, cảnh sát đã tìm kiếm dưới dòng sông nhưng không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào khác. Đồng thời, tại đoạn sông ở làng Mã Tự, họ cũng không có thêm vật gì đáng nghi. Tuy nhiên, bên phía đội điều tra thông tin từ dân làng lại có manh mối mới. Tại làng Thạch Trụ, trưởng thôn cho biết có 2 người đàn ông trung niên đã mất tích được 1 tháng. 2 người này là Tôn Chính, 43 tuổi và Lý Thấp Thất, 52 tuổi. Họ được cho biết là đã cùng nhau rời làng kể từ ngày 30 tháng 7. Sau đó, gia đình của cả hai không thể liên lạc được với 2 người nữa. Ngoài ra, làng Mã Tự và Tân Trụ cũng lần lượt báo án mất tích. Tuy nhiên, Chu Mã Đồng, 53 tuổi, ở làng Mã Tự, sau đó đã chủ động liên lạc báo an toàn với gia đình. Còn Trương Đình làng Tân Trụ chỉ mới 21 tuổi và anh ấy không phải là mất tích mà là trốn nợ. Chỉ là không may đúng thời điểm này nên dân làng mới báo cáo sự việc cho cảnh sát. Như vậy thì những người mất tích đáng nghi hiện tại chỉ còn có Tôn Chính và Lý Thập Thất ở làng Thạch Trụ. Cảnh sát nhanh chóng chia đội tìm kiếm đi đến 2 gia đình để tìm hiểu sự việc. Gia đình của Lý Thập Thất là gia đình nông dân gốc, căn nhà sập sệ và đầy thiếu thốn. Theo lời của nữ chủ nhân căn nhà thì chồng cô, Lý Thập Thất, là trụ cột chính của gia đình. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, vào những ngày cuối tháng 7, ông liên tục nói với vợ, hãy chăm sóc con cái cẩn thận, ông sẽ ra ngoài một thời gian để kiếm tiền và sẽ nhanh chóng trở về. Lúc ban đầu khi chồng rời đi và ngắt liên lạc, cô không quá lo lắng vì chồng đã dặn dò là sau 3 tuần anh sẽ trở về. Thế nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ chồng. Điều này khiến cho cô vô cùng lo lắng. Giống như gia đình của Lý Thập Thất, Tôn Chính cũng nói với vợ và cha mẹ mình những lời như vậy, nhưng đã không trở về kể từ khi rời làng. Lồng ghép toàn bộ những thông tin thu thập được từ 2 gia đình, cảnh sát nhận thấy chắc chắn trong chuyện này Tôn Chính và Lý Thập Thất có mối quan hệ liên can tới nhau. Có khả năng là cả hai đã cùng nhau ra ngoài làm việc, nhưng kiếm tiền trong thời gian ngắn và không liên lạc với gia đình. Điều này cho thấy công việc mà cả hai làm không phải là việc chính đáng. Vì thời gian gần đây, số lượng tội phạm buôn bán hàng cấm ngày càng tăng, vậy nên cảnh sát nghi ngờ cả hai đã tham gia phi vụ bất chính nào đó và không may gặp chuyện trong quá trình giao dịch. Ngay lập tức, đội điều tra đã liên hệ cho Cục Cảnh sát Hình sự đang điều tra về các cuộc giao dịch chất cấm dạo gần đây để tìm ra tung tích của hai người. Theo suy đoán của cảnh sát, có khả năng thi thể ở dưới sông mà họ tìm thấy được thuộc về một trong 2 người đàn ông của làng Thạch Trụ. Vì hành vi ra tay rất tàn ác nên có thể là do bọn xã hội đen thực hiện. Cuộc điều tra cứ như vậy đã được tiến hành cấp tốc. Thế nhưng điều mà cảnh sát Thạch Thiên không ngờ là qua tìm kiếm, Tôn Chính và Lý Thập Thất vẫn còn sống, cả hai vẫn an toàn. Và lý do bọn họ không quay về nhà là bởi vì đang mắc kẹt trong một cuộc giao dịch rắc rối. Như vậy thì nghi ngờ hai người này có liên quan đến thi thể ở dưới sông đã bị xóa bỏ. Mọi thứ quay trở về lúc ban đầu. Lẽ nào người đã khuất không phải là người dân địa phương mà là người ở nơi khác? Ngay lúc mọi người đang cảm thấy hụt hẫng, một thông tin từ phòng giám định pháp y đã khiến cho các điều tra viên vực dậy ý chí. Theo như các bác sĩ giám định, trong móng tay của người đã khuất, họ đã tìm thấy một ít đất nông nghiệp còn dính lại. Loại đất này đặc biệt chỉ xuất hiện ở 3 ngôi làng Mã Tự, cũng có nghĩa nạn nhân phải là người ở đây và bị sát hại ở đây. Như vậy thì khi thủ tiêu xác mới không bị phát hiện. Nếu là một người lạ chở theo một bao tải trắng lớn đi vào làng để vứt xuống sông, không có lý nào lại không thu hút sự chú ý của người dân làng, đúng không? Chính vì vậy, đội điều tra đã quyết định sẽ một lần nữa đi đến từng hộ gia đình ở trong 3 ngôi làng để tìm hiểu. 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 9, nhóm điều tra gồm có 3 viên cảnh sát đã có mặt tại làng Mã Tự. Theo điều tra,
Ngôi làng này ngoại trừ nhà của Chu Mã Đồng ra thì trước đó không có sự việc mất tích nào. Trong nhiều lần điều tra trước đó, thực tế người cho biết không nhìn thấy Chu Mã Đồng thời gian gần đây là hàng xóm xung quanh, còn gia đình họ thì không nhận thấy có thái độ lo lắng hay báo án nào. Thậm chí khi cảnh sát đến hỏi trong lần trước, gia đình Chu Mã Đồng còn nói ông ấy đã gọi về nhà báo an toàn và nói cảnh sát không cần phải điều tra đến mình. Nhận thấy thái độ của các thành viên trong gia đình Chu Mã Đồng có nhiều điểm kỳ lạ, vì vậy lần này cảnh sát quyết định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Vợ Chu Mã Đồng, bà Kiều, 49 tuổi, đang sống cùng với con trai Chu Lĩnh, 21 tuổi, con dâu Lý Ngọc Hương, 19 tuổi và con gái Chu Mỹ, 17 tuổi. Theo lời hàng xóm, con trai Chu Lĩnh đi làm xa và chỉ mới về nhà dạo gần đây để được gần gũi vợ. Ông Chu Mã Đồng là người nóng tính và gia trưởng, vì vậy khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trầm xuống, đến mức con gái ông là Chu Mỹ dần trở nên thu mình và trầm cảm trước những lời trách móc của cha. Bà Kiều và ông Đồng rất nhiều lần gây gổ với nhau. Mặc dù bà ấy nói với cảnh sát rằng chồng ra ngoài đi làm, nhưng khi kể với hàng xóm lại nói ông ấy và gia đình cãi nhau một trận lớn và ông ấy đã bỏ đi. Từ những thông tin từ hàng xóm, cảnh sát nghi ngờ gia đình Chu Mã Đồng đang giấu giếm điều gì đó về sự mất tích của ông ấy, nên liền đến tận nhà họ để kiểm tra. Nhìn thấy cảnh sát, bà Kiều tức giận nói lớn: "Chẳng phải lần trước tôi đã nói với các anh rồi sao? Chồng tôi không sao cả." Để cho bà Kiều bình tĩnh lại, cảnh sát nhỏ giọng nói rằng họ biết nhưng vẫn mong có sự hợp tác từ gia đình. Họ muốn bà Kiều gọi điện cho chồng bà là Chu Mã Đồng để xác thực. Nghe những điều này, Chu Lĩnh từ trong nhà bước ra ngăn cản mẹ nói tiếp. Sau đó quay sang lại nói cảnh sát: "Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho các anh, mời các anh vào trong." Theo lời của Chu Lĩnh thì hóa ra cha của anh đã bỏ nhà đi được 3 tuần nay. Đầu tháng 8, Chu Lĩnh trở về nhà với ý định vay mượn một ít vốn để ra riêng, nhưng bị Chu Mã Đồng phớt lờ. Thương con trai, bà Kiều đã giấu giếm chồng, lấy trộm sổ đất mảnh vườn ở phía sau, sau đó bị Chu Mã Đồng phát hiện. Ông không chỉ cho rằng vợ mình đang chiều hư con mà còn mắng Chu Lĩnh là kẻ bất tài vô dụng. Sau khi lời qua tiếng lại nhiều lần, Chu Mã Đồng tức giận cầm toàn bộ sổ đỏ ở trong nhà và rời đi. Trước khi đi còn nói: "Tôi sẽ xem cái nhà này không có tôi sẽ làm nên trò trống gì." Kể từ ngày hôm đó, Chu Mã Đồng vẫn không liên lạc gì với gia đình. Bà Kiều suy đoán rằng có thể chồng đã đến nhà anh chị họ hoặc là nhà người bạn nào của ông ấy để sống tạm một thời gian. Để xác thực liệu Chu Mã Đồng có an toàn như gia đình nói hay không, cảnh sát đã yêu cầu thẩm vấn riêng từng thành viên ở trong gia đình và yêu cầu họ đưa ra những thông tin liên lạc với họ hàng hoặc là người quen của ông Đồng để xác thực. Thế nhưng, đúng như những gì mà hàng xóm nói, Chu Mỹ, con gái của ông Đồng khá nhút nhát và tránh ánh mắt của các điều tra viên, cô ấy không thể đưa ra lời khai có ích nào, khiến cho cảnh sát rất bất ngờ. Chu Mỹ không có bất kỳ dấu hiệu gì về thần kinh hoặc là rào cản ngôn ngữ nào. Thế nhưng, cô ấy lại không dám đối diện và trả lời các câu hỏi được đưa ra khiến cho cảnh sát bất lực, chỉ có thể tập trung ở 3 thành viên còn lại trong nhà. Sau khi đã lấy được toàn bộ lời khai, cảnh sát đã có được số điện thoại và thông tin liên lạc của từng người họ hàng của Chu Mã Đồng. Trong suốt ngày hôm đó, họ đã gọi điện đến cho từng người để hỏi thông tin về ông Đồng, nhưng không có kết quả. Đến lúc này, những người ở trong gia đình của Chu Mã Đồng mới bắt đầu tin rằng chồng và cha mình đã bị mất tích. Chu Lĩnh ngay lập tức liên hệ đến những người bạn của cha, nhưng kết quả mọi người đều nói rằng Chu Mã Đồng chưa từng đến nhà họ. Bà Kiều cũng sốt sắng nhờ các điều tra viên nhanh chóng tìm được chồng. Đến bây giờ thì bà mới cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì chồng cầm theo sổ đỏ ở nhà nên rất có thể không may gặp cướp. Lúc này, cảnh sát bắt đầu lấy mẫu máu của Chu Lĩnh để xét nghiệm so sánh ADN với thi thể ở dưới sông kia. Thế nhưng vì kỹ thuật thời điểm này còn rất kém nên mẫu xét nghiệm được gửi về cho cục trung tâm kiểm tra, thời gian phải mất đến mấy ngày. Trong lúc này, họ cũng đã dò hỏi về các mối quan hệ của Chu Mã Đồng với những người xung quanh. Chỉ có điều cảnh sát không ngờ đến là Chu Mã Đồng có danh tiếng rất xấu, không chỉ nghiêm khắc với người trong nhà mà còn thường xuyên gây gổ với những người hàng xóm. Trương Bảo Bảo, hàng xóm cạnh nhà Đồng cho biết, chỉ vài tháng trước đó, vì gà nhà anh ta không may chạy sang nhà hàng xóm bới đất mà đã bị ông Đồng bắt và giết 3 con. Tức giận, hai bên đã xảy ra tranh cãi rất dữ dội, phải đến khi trưởng thôn đến giải quyết thì mọi chuyện mới không hóa ra to hơn.
biết tính cách của ông Đồng nên kể từ ngày hôm đó, gia đình Bảo không còn qua lại với hàng xóm. Khi đi đường, thậm chí cũng phớt lờ, không chào hỏi. Thế nhưng theo như thói quen thì sáng nào ông Đồng cũng sẽ ngồi ở trước nhà uống trà. Nhưng kể từ ngày 19 tháng 8, anh đã không còn nhìn thấy Chu Mã Đồng ở nhà nữa. Một người khác là Lưu Mạnh Dũng cũng từng xảy ra mâu thuẫn với Chu Mã Đồng, thậm chí là còn có đánh nhau. Nguyên nhân chỉ vì ông Đồng từng ám chỉ Dũng là kẻ trộm khiến cho anh ta tức giận tấn công ông. Nói chung thì Chu Mã Đồng này là có tiếng trong xóm làng, ai cũng biết ông, nhưng chỉ có điều là họ không thích ông ta lắm. Điều này rất khó cho cảnh sát vì hết cái làng này ai cũng ghét ông ta, chẳng lẽ cả làng đều là nghi phạm hay sao? Ngay trong khi cảnh sát đang lao đao với manh mối điều tra tại nhà Chu Mã Đồng, thì phía bên này, đội cảnh sát điều tra tại hiện trường đã nhận được một thông tin mới. Chiều ngày 13 tháng 9, một người dân sống tại làng Tân Trụ khi đi lên núi kiếm măng đã phát hiện ra một chiếc chăn bị vứt bỏ. Điểm đặc biệt là chiếc chăn này được buộc kỹ bằng sợi dây ni lông, lại gần thì phát hiện ra mùi hôi cực kỳ khó chịu. Vì tò mò, người dân này liền tháo những sợi dây cột ở bên ngoài ra. Lúc vừa tháo chăn, cô liền đứng hình, ở bên trong là phần thi thể đang bị thối rữa. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Nơi phát hiện ra thi thể cách con sông Mã Tự khoảng 1 km nằm ở phía làng Tân Trụ. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nhận ra phần thi thể thối rữa này chính là hai chân người. Cơ bản, tất cả đều có thể đoán được đây chính là phần thi thể còn sót của phần thân được tìm thấy ở dưới sông kia. Các bác sĩ giám định pháp y nhanh chóng khám nghiệm và xác nhận đây là phần chân của nạn nhân trước đó. Như vậy thì cả cơ thể hầu như đã được tìm thấy, trừ phần đầu. Thi thể này bị phân hủy nghiêm trọng do độ ẩm ướt ở trong khu rừng cũng như là nước mưa thời gian gần đây. Hiện trường từ khu vực này đi đến nơi phát hiện ra thi thể lúc đầu khoảng 4 km. Vì thời tiết gần đây trời mưa lớn nên người dân rất ít khi lên núi. Đồng thời những manh mối xung quanh hiện trường như là dấu chân không thể phát hiện được. Tuy nhiên, chiếc chăn quấn chặt thi thể được xem là manh mối quan trọng để phá án. Ngay lập tức, họ đã gọi cho gia đình Chu Mã Đồng để nhận dạng. Ngay khi vừa nhìn thấy được chiếc chăn bông, bà Kiều đã lập tức ngã khuỵu xuống đất. Bà chắc chắn chiếc chăn này là của gia đình mình vì trên chăn có một mảnh vá mà chính tay bà đã sửa nó. Đồng thời, bà Kiều cũng cho biết chiếc chăn này bị cất trong tủ rất lâu. Bà cũng không biết nó bị mất từ bao giờ và tại sao nó lại ở đây. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thông tin cũng đã đủ cho thấy nạn nhân chính là Chu Mã Đồng, 53 tuổi, người làng Mã Tự. Cảnh sát ngay lập tức đi đến nhà Chu Mã Đồng và tìm kiếm manh mối. Về lời khai, cả gia đình cho lời khai trùng khớp, riêng bà Kiều là chưa bình tĩnh lại sau cái chết của chồng nên cảnh sát không thể hỏi gì thêm. Và Chu Mỹ vẫn như trước, chỉ gật đầu chứ không đưa ra thêm được những manh mối nào khác. Cũng trong lúc này, bên phía điều tra đang làm việc cật lực mở rộng khu vực tìm kiếm với hy vọng tìm thấy manh mối mới. Thế nhưng đã qua một thời gian dài, chưa kể thời tiết mưa liên tục nên dù hung thủ có để lại dấu vết gì đi chăng nữa thì có lẽ bây giờ cũng chẳng còn. Sau khi nhận thấy bà Kiều đã bình tĩnh, cảnh sát bắt đầu hỏi về tung tích chiếc chăn hoa tại hiện trường. Bà Kiều cho biết chính bà cũng không biết được tại sao chiếc chăn hoa lại xuất hiện ở đó, vì bình thường mùa này đã bắt đầu lạnh, vậy nên những chiếc chăn cũ sẽ được bà cất kỹ trong tủ. Nhưng cũng lúc này, bỗng nhiên bà Kiều lại nói rằng có thể chính chồng bà đã đem theo, vì lúc bỏ nhà ra đi, chồng bà có mang theo một chiếc túi đen rất lớn. Ngoài ra, bà Kiều cũng bắt đầu đưa ra rất nhiều lời khai man. Cảnh sát cho rằng bà ấy có vẻ như vẫn chưa bình tĩnh nên chỉ đành kết thúc cuộc thẩm vấn. Để có thêm nhiều manh mối, cảnh sát đã bắt đầu đi dò hỏi từ những người hàng xóm, đồng thời hỏi người dân kể từ ngày 19 tháng 8, lần cuối cùng Chu Mã Đồng được hàng xóm là Trương Bảo Bảo nhìn thấy, xem tại gia đình ông Đồng có những thay đổi gì hay không. Không ngờ, khi đưa ra một mốc thời gian cụ thể, những manh mối mới đã lần lượt xuất hiện. Theo một người dân ở làng Tân Trụ, vào buổi tối ngày 19 tháng 8, vì trời mưa rất lớn nên anh phải chạy ra ngoài nông trại để xem tình hình gia cầm nhà mình. Chính lúc này, anh nhìn thấy bên phía đối diện bờ sông, sát với mép rừng, có ánh sáng của đèn pin, không phải một mà đến hai ánh sáng. Thấy vậy, anh la lớn báo hiệu cho người bên rừng rằng trời đang mưa rất lớn, nếu có việc gì thì hãy để ngày hôm sau. Ngay sau khi người dân lên tiếng, ánh đèn cuối cùng đã vụt tắt, tưởng chừng mình hoa mắt vì do trời mưa to,
anh có chút sợ hãi, vội vàng chạy về nhà. Ngoài ra, theo lời của vợ Trương Bảo Bảo, tối ngày 18 tháng 8, cô nhìn thấy Lý Ngọc Hương, con dâu nhà họ Chu, đang chạy ra ngoài. Phải biết là ở làng quê, thời điểm này không có đèn đường, xung quanh khu vực cũng toàn là rừng cây, vậy nên phụ nữ ra ngoài đường rất nguy hiểm. Vợ Bảo thấy vậy, liền hỏi Lý Ngọc Hương đang tính đi đâu mà vội vã trong đêm như vậy. Hương nghe vậy chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng chạy đi. Để xác thực lời khai của hàng xóm, cảnh sát đã một lần nữa đến nhà họ Chu và gặp Lý Ngọc Hương để hỏi rõ về ngày hôm đó. Không ngờ lúc này cô ta lại không thể trả lời câu hỏi của họ. Hương liên tục nhìn xuống phía dưới, hai tay nắm lại và lời nói vấp. Những chi tiết này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Thực chất là cho đến hiện tại, qua những lời khai man của gia đình sau khi tìm thấy thi thể ở làng Tân Trụ đã khiến cho cảnh sát vô cùng ngờ vực. Đến lúc này, nhìn thấy biểu hiện của Hương, cảnh sát lại càng tin vào lập luận của mình. Họ nghi ngờ con trai và con dâu của Chu Mã Đồng đã ra tay sát hại ông ấy. Thấy con dâu đang bị cảnh sát tra hỏi, bà Kiều không hiểu chuyện gì, liền tiến lên hỏi. Tất nhiên, cảnh sát không thể nào nói với bà ấy rằng con trai và con dâu bà đang bị nghi ngờ là hung thủ sát hại chồng bà. Vậy nên, họ chỉ có thể nói là còn một số chuyện cần Lý Ngọc Hương giúp đỡ nên đành tạm giữ cô. Sau đó, một điều tra viên giả vờ nói rằng mình khát nước để lừa bà Kiều xuống phía dưới bếp. Nhưng có điều, họ không ngờ với lần lỡ khát này, mọi chuyện lại đều được sáng tỏ. Trong lúc đợi bà Kiều lấy nước, viên cảnh sát vô tình nhìn thấy ở trong tủ bếp có một vệt màu đỏ. Nhìn kỹ thì đó chính là vết máu. Một suy nghĩ tức tốc hiện ra ở trong đầu cảnh sát, liệu đây có phải là hiện trường phân xác hay không? Nhưng làm sao bọn họ có thể phân xác Chu Mã Đồng ngay trong nhà mà tránh được sự phát hiện của bà Kiều và Chu Mỹ? Lúc này, viên cảnh sát đứng dậy đi về phía bóng lưng của bà Kiều. Bạn có nghĩ giống như viên cảnh sát này đang nghĩ không? Ý mình chính là bà Kiều liệu có tham gia vào vụ án này? Sau khi nhận được ly nước, viên cảnh sát mỉm cười với bà Kiều và bước lên phòng trước. Anh ta nói nhỏ với các đồng nghiệp thứ mình vừa nhìn thấy. Đồng thời một viên cảnh sát khác cũng bước vào. Anh ấy phụ trách điều tra hoạt động của Lý Ngọc Hương vào tối ngày 18 và phát hiện tối hôm đó cô ta đi mua một hộp pin và một số sợi dây ni lông. Mọi chuyện lúc này dường như đều đã sáng tỏ, cả gia đình Chu Mã Đồng nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1. Sau những lập luận và bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, cuối cùng thì ba người trong gia đình gồm có bà Kiều, Chu Lĩnh và Lý Ngọc Hương đã lần lượt cúi đầu nhận tội. Thế nhưng khi nghe động cơ ra tay thì cảnh sát lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm vì không biết phải giải quyết vụ án này như thế nào cho phù hợp. Theo lời kể của Chu Lĩnh, hắn cùng với vợ chỉ mới kết hôn vào đầu năm 2003. Để mau chóng chuyển ra ngoài sống, Lĩnh đã nghe lời bạn bè đi lên thành phố làm việc. Thế nhưng sau một thời gian, Lĩnh dần cảm thấy mình không phù hợp sống ở nơi này nên nhanh chóng trở lại quê hương. Sau lần về đột ngột này, Chu Lĩnh mới biết được một chuyện động trời. Trong thời gian Lĩnh đi vắng, cha hắn là Chu Mã Đồng đã làm ra rất nhiều việc đáng ghê tởm. Tháng 3 năm 2003, một tháng sau khi Chu Lĩnh rời khỏi nhà, Chu Mã Đồng từ lâu vốn được biết tới là một người nghiêm túc, khó tính, khó gần. Nhưng sâu bên trong ông ta còn có một tính cách khác nữa, đó là ông ta rất dâm dê và có những suy nghĩ cực kỳ biến thái. Con dâu mới được gả vào nhà vài tháng, con trai đã phải ra ngoài làm việc. Lợi dụng thời cơ này, người cha chồng bắt đầu có những hành vi không đứng đắn. Ban đầu, ông ta chỉ mới nhìn lén con dâu tắm, lúc thì lén lút xem con dâu thay đồ. Việc này kéo dài đã nhanh chóng bị bà Kiều phát hiện. Thế nhưng thay vì trách móc chồng thì bà Kiều quay ra đổ lỗi cho con dâu không kỹ lưỡng và không biết chú ý, dòm trước ngó sau. Thấy vợ không có động tĩnh gì, Chu Mã Đồng vẫn tiếp tục những hành vi của ông ta. Nhưng việc bao che, bỏ qua cái xấu, không thay đổi được sự việc mà còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Đến tháng 5, nhân lúc con gái út đi học, con vợ thì đi chợ, ở nhà chỉ còn hai cha con, ông Đồng không ý tứ mà xông vào phòng của con dâu và thực hiện hành vi đồi bại. Sau những phản kháng thất bại, cuối cùng Lý Ngọc Hương chỉ có thể cam chịu cho số phận. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ông Đồng xin lỗi và hứa rằng chỉ cần con dâu không nói gì, ông sẽ không tái phạm và cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp diễn như hiện tại. Lý Ngọc Hương nhẹ dạ cả tin nên thật sự đã cắn răng chịu đựng chuyện lần này. Thế nhưng chỉ một tuần sau đó, gã cha chồng biến thái lại một lần nữa có những hành vi thiếu đạo đức. Bà Kiều dù đã biết được mọi chuyện nhưng rất bất lực vì không thể làm gì. Nhưng đến khi bà phát hiện được một chuyện,
còn quá sức tưởng tượng của mình thì mọi chuyện mới trở nên bùng nổ. Vào ngày 1 tháng 6, vốn dĩ như thường lệ, vào cuối tuần bà Kiều sẽ ra ngoài cùng với những người phụ nữ trong làng. Thế nhưng khi đi được nửa đường, bà cảm thấy chóng mặt nên đành phải quay về. Khi về đến nơi, con dâu lúc này đã đi ra ngoài, thế nhưng trong phòng con gái út lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Hiếu kỳ, bà Kiều đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong thì giật mình phát hiện ra chồng bà, Chu Mã Đồng đang nằm trên giường. Và đương nhiên, người đang nằm trần trụi bên cạnh ông ta chính là con gái bà, Chu Mỹ. Điều này vượt qua cả giới hạn chịu đựng của bà. Ngay lập tức, bà Kiều đập mạnh cửa đi vào trong, khiến ông Đồng rất bất ngờ. Còn con gái bà chỉ biết im lặng và khóc. Ở trên mặt cô có rất nhiều biểu hiện, như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Hóa ra trong suốt một năm nay, Chu Mã Đồng đã giấu vợ, có hành vi xâm hại đến chính con gái ruột của ông ta, đến mức khiến cho Chu Mỹ, một thiếu nữ vừa mới lớn, trở nên trầm cảm, thu mình và không dám bày tỏ với bất kỳ ai. Không hiểu bằng lý do gì mà Chu Mã Đồng đã có thể làm cho con gái im lặng, hoặc cũng có lẽ Chu Mỹ vốn hiểu dù cho mình có nói ra đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự việc. Cứ như vậy, không chỉ con dâu mới cưới mà đến chính con gái ruột cũng bị Chu Mã Đồng thực hiện hành vi xâm hại đầy biến thái. Sau sự việc đó, bà Kiều cuối cùng cũng đã lên tiếng và yêu cầu Chu Mã Đồng dừng toàn bộ việc này lại. Nhưng không những ông ta không nghe mà ngược lại còn quay sang tát vào mặt bà và cho rằng bà không có quyền lên tiếng hay cản trở. Vì không thể nhìn thấy cảnh con gái ruột của mình bị xâm hại, vậy nên đến tháng 8, khi con trai Chu Lĩnh trở về, bà Kiều đã chủ động tìm đến và kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta. Nghe xong, Lĩnh không thể tin vào mắt mình và hỏi vợ để xác thực những lời mẹ nói. Sau khi cả ba ngồi cùng nhau để suy nghĩ cách giải quyết, không ngờ bà Kiều lại lên tiếng trước, nói rằng chỉ còn cách là khiến cho Chu Mã Đồng biến mất mãi mãi, mọi việc mới trở lại như trước. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cả ba người đã thống nhất ý kiến và chờ ngày thích hợp để ra tay. Chiều ngày 18 tháng 8, cả ba quyết định sẽ thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, như thường lệ, bà Kiều sẽ chuẩn bị cơm tối. Nhưng riêng bát cơm của chồng và con gái út, bà ta có trộn thêm một ít thuốc ngủ vào trong. Sau bữa ăn, con gái út vào trong phòng và ngủ sớm do thuốc. Chu Mã Đồng cũng như vậy. Mới 6 giờ 30 tối nhưng ông ta đã vào trong phòng ngủ trước. Nhân cơ hội này, Chu Lĩnh tay mang theo một sợi dây thừng tiến vào bên trong và ra tay siết chặt cổ của cha mình dưới sự quan sát của mẹ và vợ. Việc giết người cơ bản đã hoàn thành nhanh chóng như vậy, thế nhưng làm sao để che giấu và thoát tội mới là điều quan trọng. Lúc này, cả ba lại tiếp tục đưa Chu Mã Đồng vào phòng bếp. Bà Kiều cũng không quên dùng một miếng ni lông to trải xuống mặt đất để tránh việc phân xác bị vương vãi khắp nơi. Tiếp đó, Chu Lĩnh dùng con dao chặt xương của gia đình, phân xác cha ra làm 3 phần, phần đầu, phần thân và 2 chân. Trong quá trình này, còn có sự giúp đỡ của bà Kiều và Lý Ngọc Hương. Sau khi đã phân thi thể xong, bà Kiều phụ trách việc dọn dẹp hiện trường, còn Chu Lĩnh phụ trách về việc gói thi thể. Con dâu Lý Ngọc Hương thì chạy ra ngoài để mua một số vật dụng cần thiết trong quá trình vứt xác, bao gồm pin cho đèn pin và các sợi dây ni lông buộc chặt chiếc chăn mà trước đó cảnh sát đã điều tra được. Lúc đầu cả ba bộ phận này được dự tính là sẽ vứt dưới sông Mã Tự. Tuy nhiên Lý Ngọc Hương lại lo lắng việc vứt xác tại một chỗ sẽ dễ bị phát hiện. Vậy nên cô ta đã nói chồng vứt 2 phần thân ở 2 nơi khác nhau, còn phần đầu thì sẽ được chôn phía sau nhà. Khuya ngày 18 tháng 8, trời bắt đầu có mưa lâm râm. Chu Lĩnh vác theo chiếc bao có chứa phần thân trên của cha, đi men theo đường rừng đến phía sông Mã Tự và vứt xuống tại đây. Sau đó, hắn ta trở về nhà và chôn phần đầu của Chu Mã Đồng ở sau vườn, cách chuồng lợn khoảng 3 mét. Còn chi phía dưới của Đồng, cả ba chưa biết chôn ở đâu nên chỉ có thể để tạm trong nhà. Đến tối ngày 19 tháng 8, Chu Lĩnh cùng với vợ là Lý Ngọc Hương mặc áo mưa. Lĩnh vác theo một chiếc chăn hoa quấn 2 chi dưới của ông Đồng, đi bộ mấy cây số đường rừng dọc theo mép sông đến làng Tân Trụ để vứt xác. Vì trời mưa to nên cả hai đoán chắc sẽ không có người qua đường. Vậy nên hai vợ chồng đã dùng đèn pin rọi sáng để dễ di chuyển. Nhưng cả hai không ngờ khi đến khu vực làng Tân Trụ, cả hai bị người dân bắt gặp và gọi lớn, khiến cho bọn họ sợ hãi, nhanh chóng tắt đèn đi. Mãi đến khi không thấy người dân ở đó, cả hai mới nhanh chóng vứt xác và trở về nhà. Cuối cùng là làm sao để thoát tội. Chu Lĩnh đã bịa ra một câu chuyện và yêu cầu các thành viên trong gia đình
nhớ kỹ mọi chuyện. Khi hàng xóm hỏi tới, các thành viên trong nhà đều chọn cách im lặng hoặc kể theo câu chuyện đã có sự dàn xếp trước đó, đánh lừa sự chú ý của mọi người. Vì vốn Chu Mã Đồng trước giờ luôn gây tiếng xấu, vậy nên hàng xóm cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ mãi cho đến khi cảnh sát đến hỏi về việc người mất tích, người hàng xóm của họ mới nhớ ra và nói lại với đội điều tra. Cuối cùng thì vụ án lúc này cũng đã được làm sáng tỏ, mọi chuyện đã rõ ràng. Nhưng cái khiến cho người ta suy ngẫm là về động cơ giết người của nhóm hung thủ. Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, một số người cho rằng những hung thủ không đáng chịu hình phạt nặng vì so với những gì mà Chu Mã Đồng đã làm thì đó chỉ là cách để họ phòng vệ. Ngược lại, cũng có nhiều người không đồng tình với ý kiến trên. Họ cho rằng gia đình họ Chu hoàn toàn có thể báo án và pháp luật sẽ bảo vệ họ. Đồng thời, một số người còn đổ lỗi cho bà Kiều vì việc bà bao che và làm lơ hành vi xâm hại của chồng mình đối với con dâu. Thử hỏi nếu không phát hiện chồng mình và con gái thì liệu bà Kiều có chịu lên tiếng hay không? Sau tất cả, tòa án đã đưa ra phán quyết tử hình đối với ba người, Chu Lĩnh, Lý Ngọc Hương và bà Kiều, với tội danh cố ý giết người và phân xác che giấu tội phạm. Trong vụ án lần này, kể cả nạn nhân cũng chính là một hung thủ. Ông ta không chỉ làm ra những hành vi sai trái với con dâu mà còn phá hủy cuộc đời của chính con gái ruột của mình. Đồng thời cũng có thể thấy một góc nhìn còn thiếu kiến thức đối với những người trong gia đình họ Chu. Thay vì lựa chọn báo cảnh sát, họ lại chọn cách tiêu cực nhất là giết người. Còn các bạn, sau khi theo dõi vụ án ngày hôm nay, bạn cảm thấy ai mới là người có lỗi trong sự việc lần này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi với nhau nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án Thế Giới.